Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tech One. Nếu mà các bạn có sự tìm hiểu về iPhone nhất định rồi thì sẽ nhận ra là ở các năm trước, Apple trang bị cho các máy iPhone bàn Pro gần như là đầy đủ các tính năng xịn sò của iPhone Pro Max, chỉ khác nhiều về kích thước và pin thôi. Thế nhưng mà năm nay, Apple đã phân cấp khá rõ ràng giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, khiến cho nhiều người hơi nghi vấn chuyện liệu m 15 Pro có hơn 14 Pro Max không hay lại là phiên bản thu nhỏ Vậy thì nhân dịp iPhone dòng 15 đang giảm giá khá sâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giữa iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro có điểm gì giống và khác nhé! Anh em nào mà đang dục dịch đổi điện thoại mới để chơi Tết, thì hãy ghé qua TechOne để nhận cực nhiều ưu đãi cuối năm nha! Chưa kể là iPhone 14 và 15 series đang có mức giá cực kỳ dễ chịu đấy! Lướt xuống phần mô tả để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Mới nghe nào iPhone 15 Pro còn trên 30 củ, mà lúc mới ra thì người người săn đón rồi đặt hàng trước. Bây giờ thì mọi người có vẻ chầm lại rồi, cũng bớt hào hứng hơn. Nhưng mà mình đánh giá nếu mua trong thời điểm này thì sẽ rất có lợi vì chúng ta hiểu về máy hơn rồi, có người trải nghiệm trước rồi và đặc biệt là giá đã xuống khá khá. iPhone 15 Pro mình tham khảo tại Tech One chỉ có giá từ hơn 24 triệu thôi, mà dù có là hàng lướt hay là new bây giờ thì nó cũng còn quá mới. Máy mới ra có mấy tháng, còn iPhone 14 Pro Max giá cũng chỉ hơn 20 củ, quá hơi cho một em Pro Max mới ra mắt hơn một năm trước. Vậy thì với tranh lệch hơn 3 củ, đâu là lựa chọn phù hợp cho anh em phân vân giữa hai máy này? Bắt đầu so sánh yếu tố đầu tiên luôn nhé! Các bạn có thể nhìn vào ngoại hình hai chiếc máy này và tìm cho mình điểm khác nhau được không ạ? Chắc khác nhất chỉ có kích thước thôi, còn lại thì ngôn ngữ thiết kế không lệch vào đâu được. Nói vậy chứ vẫn có điểm khác đấy. Đầu tiên là về chất liệu. Khung viền thép không gì bóng bẩy, sang trọng, cứng cáp, nhưng mà cũng hơi bám vân tay trên iPhone 14 Pro Max đã được thay thế bởi khung viền Titan. Thật ra là lõi nhôm phủ Titan trên iPhone 15 Pro. Hồi mới ra thì mọi người thi nhau trách xem là cái khung Titan này có thân thái như Apple nói không. Còn với mình thì sau một thời gian sử dụng, mình thấy nó cũng khá cứng cáp, nhưng để bền như thép thì không được đâu. Được cái là nhẹ hơn và đỡ bám vân tay hơn vì bề mặt nó nhám. Nhưng hình như nhiều người thích bóng bóng như cũ hơn cho sang trọng thì phải. Bên cạnh đó thì khung viền của 15 Pro đã được bo cong rất nhẹ để tạo cảm giác mềm mại hơn. Vì thế nên xét tổng thể cảm giác cầm nắm thì em 15 Pro cho mình trải nghiệm tốt hơn 14 Pro Max. Nó ôm tay và rất là nhẹ. Theo số liệu Apple cung cấp thì là nhẹ hơn đến 50g đấy. Con số này không phải là nhỏ đâu nha mọi người. Về thiết kế cụm camera thì nó vẫn giống nhau, chỉ là do iPhone 15 Pro nhỏ hơn, xét về tính cân đối so với thân máy thì 14 Pro Max cân hơn nhá. Các bạn mà không đeo ốp to thì sẽ cảm thấy cam của 15 Pro chiếm khá nhiều diện tích so với thân máy đấy. Còn hai điểm nữa mà nó vừa ảnh hưởng đến ngoại hình, vừa là trang bị về tính năng bên trong. Đây, cổng tai si và nút action button trên iPhone 15 Pro chứ cái gì nữa. Cổng tai si thì các bạn biết rồi, tạm thời mọi người chỉ dùng nó để làm cổng sạc nên chưa thấy khác biệt nhiều so với cổng Lightning trên iPhone 14 Pro Max, nhưng thật ra nó là cuộc cách mạng đấy. Về lâu về dài cổng Lightning sẽ bị thay thế hết và xuất hiện ít dần đi. Như vậy thì tai chi sẽ lên ngồi và được hỗ trợ tốt hơn thôi. Còn nút action button này là để thay thế cho nút gạt tắt bật âm lượng trên iPhone 14 Pro Max. Trước mắt là nút này nhiều tính năng hơn việc chỉ điều chỉnh âm lượng rồi, còn tương lai nó có thể tích hợp những gì thì cùng chờ đợi nhé. Kết luận cho thiết kế thì cá nhân mình thấy iPhone 14 Pro Max vẫn cân đối và có gì đó sang trọng hơn do cái khung viên thép chăng. Nhưng mà để nói về trải nghiệm cầm nắm và tính hữu dụng về lâu dài thì 15 Pro là lựa chọn hợp lý hơn nhé. Tiếp đến là một điểm mà mọi người khá quan tâm, liệu rằng iPhone 14 Pro Max có màn hình đẹp như thế, to như thế, lại còn có sẵn 120Hz và Dynamic Island rồi thì iPhone 15 Pro còn hơn được ở cái gì nhỉ? Thì đúng là gần như không có gì khác nữa mọi người ạ. À. Có lẽ là để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy được phần viền màn hình của iPhone 15 Pro mỏng hơn so với 14 Pro Max thôi, nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đâu. Lý do thì quá dễ hiểu, dù sao màn hình 6,7 inch của 14 Pro Max cũng đã cho nhiều không gian giải trí hơn là 6,1 inch trên 15 Pro rồi mà. Còn về trải nghiệm thực tế thì mình không nhận thấy sự khác biệt rõ ràng nào giữa hai màn hình này ngoài kích thước nữa cả. Mà yên tâm là màn 6,1 inch là tỷ lệ vang rồi, nó rất vừa vặn chứ không quá nhỏ đâu. Vậy nên nếu mọi người thích màn hình to để chơi game, xem phim cho đã mắt thì chọn 14 Pro Max thích tỷ lệ vừa vặn gọn gàng thì cứ 15 Pro mà quát thôi. Còn chất lượng là như nhau đấy, khỏi lăn tăn Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về camera, một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm nhất mỗi khi có iPhone mới ra nhé. Năm nay thì camera trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đã có sự phân cấp khá rõ ràng, vậy nên 15 Pro chỉ zoom được tối đa 3X thôi. Các bạn có thể thấy các lựa chọn thu phóng quang học của em nó với 14 Pro Max y hệt nhau. Và mặc dù camera chính của iPhone 15 Pro và iPhone 14 Pro Max đều có độ phân giải 48 megapixel, nhưng ở chế độ mặc định thì 14 Pro Max sẽ chỉ xét được sẵn là 12 megapixel. Muốn chụp ở độ phân giải cao nhất thì phải tùy chỉnh và tốc độ khi chụp 48 megapixel cũng chậm hơn khi chụp 12 megapixel nữa. Còn với iPhone 15 Pro thì em nó đã được trang bị chụp mặc định 24 megapixel. Vậy nên độ chi tiết, sắc nét của ảnh sẽ tốt hơn 14 Pro Max mà lại không sợ tốc độ chụp bị chậm nữa mình đã thử chụp ảnh ở những điều kiện thông thường thì nhìn qua hai máy đều xử lý rất tốt, nhưng zoom ra thì đúng là 15 Pro mạnh hơn một chút trong việc thu các chi tiết. Điều quan trọng hơn là iPhone 15 Pro xử lý HDR quá tốt. Nếu như khi chụp cảnh vật mọi người phải zoom ra thì khi mà chụp người, đặc biệt là selfie, các bạn sẽ thấy iPhone 15 Pro cho ra một chất lượng ảnh với độ chân thật rất cao, phải nói là rõ từng nốt mụn ấy. Trong khi đó thì ảnh của 14 Pro Max không mang lại độ chi tiết và chân thật bằng. Tuy nhiên thì mình biết là điểm này nhiều anh chị em thích kiểu 14 Pro Max hơn. Nét thì nét vừa phải thôi, chưa rõ quá lại phải hậu kỳ nhiều thì sao? Về khả năng chụp chân dung thì hai máy đều làm rất tốt. Điểm khác biệt có lẽ nằm ở độ sáng của hình ảnh. Trong các bức ảnh mình chụp thì có vẻ ảnh chân dung trên 14 Pro Max đầy sáng hơn một chút, còn 15 Pro thì cho ánh sáng gần với thực tế hơn và phải để ý khá kỹ thì mới thấy các chi tiết nhỏ như tóc được iPhone 15 Pro xử lý tốt hơn, xóa phông không bị lẹm đôi chút vào chủ thể như 14 Pro Max. Ngoài ra thì 15 Pro có thêm tính năng chụp xong rồi mới xóa phông, khá là hữu dụng đấy. Về khả năng quay video thì quả thực là khó mà tìm thấy điểm khác biệt lớn nào giữa hai máy khi mà ở chế độ quay bình thường như thế này. Với khả năng chống rung của iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro thì các bạn cứ yên tâm là uy tín nhé. Tuy nhiên thì iPhone 15 Pro có thêm một chế độ quay chụp rất là chuyên nghiệp, đó là quay lock. Những ai mà là dân quay chụp hoặc thường xuyên tiếp xúc với các video chuyên nghiệp thì cũng biết chế độ này rồi. Nó sẽ hỗ trợ cho mình hậu kỳ tốt hơn. Mình khá là bất ngờ khi mà một chiếc smartphone lại được trang bị tính năng này. Tuy nhiên thì video sẽ rất là nặng đấy, nên có lẽ là chúng ta chỉ nên dùng trong trường hợp rất cần thiết thôi. Phải thừa nhận là camera của iPhone 15 Pro không có quá nhiều nâng cấp so với 14 Pro Max hai thứ để lại ấn tượng trong mình là ảnh chi tiết và chân thực hơn một chút và có thêm tính năng quay lóc. Còn lại thì 14 Pro Max quá ngon rồi. Mình nghĩ là sẽ khó để thuyết phục ai đó đang dùng em này sẵn rồi lại nâng cấp lên 15 Pro nếu như chỉ mang mỗi khả năng quay chụp ra để so sánh. Nói về camera cũng dài rồi, thế còn hiệu năng thì sao nhỉ? Nếu nói về sức mạnh thì chắc chắn là chip A17 Pro trên iPhone 15 Pro sẽ phải mạnh hơn chip A16 trên iPhone 14 Pro Max rồi. Mình thấy Apple có nói rằng CPU của chip A17 Pro nhanh hơn 10% so với chip A16 và nhờ GPU 6 nhân mới thì hiệu suất đồ họa trên iPhone 15 Pro đã được cải thiện khoảng 20%. Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì chúng ta cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nữa. Trước mắt là mình thấy iPhone 15 Pro chưa được tối ưu hiệu suất, khi chơi các game phổ thông thì vẫn hơi lag và nóng máy. Điều này cũng khá dễ hiểu vì nó mới ra mắt được vài tháng. Thế nên là chúng ta cần chờ Apple ra những bản cập nhật iOS mới phù hợp hơn, cũng như fix được các lỗi đang xuất hiện để chip có thể phát huy được tối đa hiệu suất như trên. Trong khi đó, thì 14 Pro Max lại cho mình một trải nghiệm chơi game rất mượt. Không chỉ chơi các game phổ thông mà chơi những game nặng hơn, đồ họa cao hơn thì máy vẫn chạy ngon, nhiệt độ cũng mát mẻ hơn so với 15 Pro. Cuối cùng thì pin sẽ là yếu tố mà mình muốn nhắc tới. Hơi buồn một chút thì pin của iPhone 15 Pro sẽ không trâu bằng 14 Pro Max với dung lượng là 4.323 mAh, thì iPhone 14 Pro Max cho mình thời gian on screen lên tới 7 đến 8 tiếng, dù mình có bật 4G, có chơi game, xem video các thứ luôn, loanh quanh một ngày dài thì mới phải sạc. Thế nhưng với iPhone 15 Pro, chúng ta chỉ còn 3.274 mAh thôi, thế nên cùng với mức sử dụng như thế kia thì tầm chiều tối phải sạc rồi nhé. Nhưng mà nhu cầu sử dụng của mình như vậy là dày đấy mọi người ạ, à, chứ không game cùng gì thì vẫn dùng được đến cuối ngày. Còn về sạc thì không phải bàn luận so sánh gì nhiều cả, vì tạm thời Apple vẫn chỉ cho chúng ta cái khả năng sạc pin tối đa là 30 phút lên 50% và gần 2 tiếng thì mới đầy nha. Kết luận cho câu hỏi là iPhone 15 Pro hơn 14 Pro Max ở chỗ nào thì mình xin trả lời là có viên Titan, nút Action Button, cổng USB-C, quay chụp đẹp hơn một chút và chip mạnh hơn nhưng chưa phát huy được hết hiệu năng. Nếu như nói một cách công bằng nhất là ai đang sử dụng iPhone 14 Pro Max rồi thì không nhất thiết phải lên đời vì em nó vẫn đang khá mạnh. Mà 15 Pro thì pin không trâu bằng, nhưng nếu mọi người đang chuẩn bị mua máy mới, phân vân giữa 14 Pro Max và 15 Pro, thì 15 Pro vẫn nhìn hơn rồi, mức giá cũng khá hợp lý mà trải nghiệm cầm nắm thì ổn hơn. Còn một trường hợp nữa là các bạn thích đời mới nhất, cụ thể là dòng 15, thì đương nhiên là không cần quan tâm các yếu tố khác đâu nhé. Và đó là câu chuyện về iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro. Hy vọng sau khi xem video này, các bạn đã chọn được cho mình một chiếc iPhone phù hợp nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.